chào chứ đâu. Tiếp theo, xin được chào đón tại khu vực thảm đỏ.
chính. Nhưng cuối cùng cũng chỉ để kể một điều duy nhất, đó chính là nỗi hoang mang của giới trẻ về tình yêu liên quan đến những ẩn ức cũng như là những khát khao của mình, để cuối cùng nhận ra sự lãng mạn tuyệt đối, cảm xúc của tình yêu và niềm tin sẽ là điều đặc biệt. Tôi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, các bạn đang có mặt tại đây ngày hôm nay ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã đến đây đông đủ và ủng hộ cho bộ phim này. Hy vọng là sau khi xem phim Trước Người Yêu thì các bạn sẽ yêu thích, yêu mến, ủng hộ bộ phim này thật là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng như là cái bộ phim tên là Trước Giờ Yêu. Và trước giờ yêu thì chúng ta cần những gì thì mời mọi người vào rạp xem. Và với trong một tâm thế chuẩn bị khó khăn giấy nha, để dâu mồ hôi thì thực sự rất nóng. Chỉ vậy thôi. Vâng, xin được cảm ơn Tô Kinh Lâm và Dương Vũ. Tiếp là ca sĩ Diễn Viên Tùng đúng không ạ? Dạ. Xin mời hai bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Tùng. Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình đến đây để xem bộ phim mới của tụi em. Tụi em cảm ơn rất là nhiều.